15 mét. Bình Dương xin kính chào quý cô chú nha. Hiện tại thì trời lại đổ mưa nha. Bây giờ là hôm nay là thứ tư rồi, thôi em cầm hộ đi để anh phụ vô. Thôi mình đẩy xe mình vô nữa nha, hai chạy xe vô nhà luôn đi anh. Con chạy vô đây luôn. Đẩy chậm này nè, giờ em phải đem vô nè. Mưa lớn nhưng mà mình không, nhưng mà mình dọn dọn vô, sẽ xích vô, dọn gọn vô để cho cô chú vô chỗ. Là chị hay lắm rồi. Hát đàn chứ, hát đàn. Mà đem hoa mình mà đem hoa để cái luôn. Nhưng mình tí là đem ra anh. Không phải đi. Bây giờ anh đi. Bây giờ là cắt luôn đi. Để tới chiều luôn đó. Để xin nhà nha, thì hiện tại là trời đổ mưa rồi. 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 Anh Diệp sống kêu rồi. Rồi bây giờ là mình đây lấy bàn phủ lại luôn cả nhà, phủ lại bảo vệ không mưa nó xuống là giống như kẹp trời đổ mưa rồi. Nước sôi, nước sôi đẹp cắt luôn đó, là giống như buổi chiều. Cầm máy quay rồi mấy chị. Anh cầm quay rồi. Đây là chị đốt mưa nữa. Con nhận giờ mình nghe nói bụng thật sự luôn, mình không có ăn bún mắm. Vậy đây. Có không? Đi ra quả ăn bánh mì. Ăn bánh mắm không có được. Thôi nhớ gì mới. Ô, chuyện gì xảy ra? Thảo ơi, Thảo ơi. Cái này chắc mình cọt lại luôn ha. Ha mình ở phía sau này mà bắt ốc vô đây là nó bền lắm mà sợ nó hư thôi. Mốc mua giùm Thảo 30. Cái gì? Bây giờ kiếm cái gì cột lại đi. Ai làm sức à? Nó có dính đâu mà sức. Này có cái gì đó. Còn tấm này Khang ơi, Khang. Cái tấm này giọt không em? Mà như cái tấm này nó bị rớt cái mấy cái bông rồi xuống ha. Đúng rồi, nó rớt xuống đó. Wow, sao mấy cái trái dâu lại rớt ta? Có gió nổi lên rồi. Rồi. Rồi bye bye hai chị nha. Ở hai chị gì hả? Chị đâu hả? Chị ở lô hả? Chào Tài nha, hôm qua clip của Tài lên rất là nhiều view luôn, bật được bà con cô bác rất là đông đảo mến mộ nha. Không biết là Tài có cái bí quyết gì không mà để cái hình của Tài lên cái là view bà con vô xem quá chị nhiều. Tại vì cái bí quyết của Tài á là hôm qua bị 15 hết lấy cái mặt xấu quá. Để cho mặt xấu quá. Có cái con mắt hay lé lé đúng không? Đúng rồi, hôm qua vậy nè. Trời ơi. Bị mắt hình tượng rồi đúng không Tài? Hả?
Ừ, để anh quay clip xong cái clip này rồi anh đi. À, như các cô chú các chị thấy thì phải nói rất là đông vui luôn. Trời, chuyển mưa á. Trời ơi, coi nè. Thì bây giờ 15 mét là sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú xem nha. Rất là vui luôn. Đó, mỗi người mỗi việc. Khi mà hoa, mấy cái tràn hoa thì đã dọn sang đây rồi. Mấy cái bịch bọc thì cũng đã quấn lại. Mấy cái tấm hình thì đem vô để quay ra. Đó, quay ra để cho bà con cô bác đến để có thể là xem ngắm được. Trời thì hơi lắc rắc thôi, nhưng mà khả năng một lát nữa thì sẽ mưa rất là lớn luôn. Đó thì tình hình là như vậy nha. Nghe ào tới rồi cả nhà ơi. Đó, mình nghe ha. Mình nghe tiếng hả? Mình nghe tiếng rớt rồi đó. Nghe tiếng mưa rồi. Rớt hột bự tới rồi, rớt hột bự tới rồi. Rồi. Anh tổ trưởng anh đi về rồi. Quay cha. Trời ơi, coi nè, ổng nghe mưa ổng chạy về nè. Phan ruột về chết rồi. Đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi mình lên. Wow. Lên. Ok, ok. Chứ lại bên đây cầm hỏi sao. Vừa tới thì vừa đợi trời đổ mưa luôn, cũng như là anh đến với mộ con năm là vừa tới là trời xúc động luôn. Mọi người đi qua phụ với anh ấy đấy. Phụ người đó nói đấy mà. Không có sao luôn. Nghe đúng không sao luôn. Minh ơi, em Minh ơi. Ở trong đây cũng phủ luôn hả? Phủ luôn. Phủ chưa anh? Mình phủ thì mình mới giữ cho nó bền vĩnh viễn được. Tưởng trong đây vàng nó phủ chứ. Lỡ mà lát có bão tới đó thì nó cũng an toàn. Đây đây xong. Để khai kẹp lại. Thầy mời. Mua kẹp quần đi đó. Đó. Chứ là đỡ mưa rồi đó. Đỡ mưa ha. Không là nó sẽ chứ là mưa thì chú sẽ hình như đỡ mưa rồi, đỡ mưa rồi. Nước. Cả nhà. Bây giờ cái có những cơn mưa lớn kéo dài như vậy thì ngập lắm. Quá
Cũng hết mưa luôn. Chị ấy đe chị ấy áo à. Không gì tao mới nghe mưa lớn rồi kìa. Chị đi mà cam ra đây. Anh Niu, em chào anh Niu. Đó cả nhà thấy thì cái bên này là cái... Xong rồi, như vậy là tạm ổn mà ha. Gom gói rồi bao lại, phủ lại. Bịt bọc xong hết rồi. Bây giờ những cơn gió nhỏ thì chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng. Rồi bây giờ là 15 mét Bình Dương xin tạm dừng tại đây nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả quý cô chú.